Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ thông báo được một giờ một cái dự án cái kèo là bot quá lệch các bạn. Con này còn 2 ngày 13 giờ 21 giây 21 phút 40 mấy giây này nữa là các bạn, sau khi các bạn đăng ký các bạn sẽ nhận được 4.000 bot bằng 10 đô. Con này khi đăng ký các bạn là nó cập nhật cho bạn 1 đến 2 ngày nha các bạn. Vậy video mình thông báo cho các bạn đây, video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Tin một tin chắc là mừng cho tất cả anh em luôn. Chuẩn bị đồ đó. Đó các bạn bấm vào withdraw nè. À thôi video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền luôn nha các bạn. Các bạn bắt địa chỉ ETH vô đây nè rồi nhập đấy. Vậy tại mình còn một cái tài khoản kia nữa đây, mình thu cái tài khoản kia nên mình hướng dẫn các bạn rút tiền luôn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.